Lâu ngày thành yêu, vật nào cũng thế, không chỉ có vàng và ngọc. Như trong vườn hoang ở ấp kia, có một tòa miếu cổ xây bằng gạch. Đằng trước có một cái cửa nhỏ, chỉ vừa một người ra vào, bên trong chỉ rộng bằng một chiếc chiếu. Trên đặt bát hương và một cây đèn bằng gỗ. Mỗi năm có hai lần người trong ấp tới lễ bái thì mở cửa mà vào trong, quét miếu thắp hương. Xong việc lại ra, đứng bên ngoài khép cửa lại. Còn người dân thì không có ai bước tới. Trong miếu có một cây chổi trễ kết bằng những mảnh tre nhỏ. Khi vào cúng bái dùng để quét, quét xong thì dựng lại trong góc miếu. Tương truyền là chổi trễ ấy dùng đã lâu ngày mà lúc nào cũng thấy như mới. Người trong ấp đồn đại thường thấy có ma hiện ra nơi ngôi miếu cổ mà ca hát. Năm ấy có người học trò quẩy tráp đi học, đến ấp thuê nhà ở gần đó để tiện đến nhà thầy nghe giảng. Ở trọ được 3 tháng, bỗng một đêm khuya, thấy có người con gái tuyệt trần đứng ngoài cửa sổ nhìn vô. Người học trò thấy cô có nhan sắc đẹp, cùng nhau ngâm họa rồi lân la gần gũi. Đến khi gà gáy, á vội vàng đứng dậy từ biệt. Người học trò muốn giữ lại thì à nói: "Thiếp là con gái quan nội triệu ở trong ấp này. Ở không đã lâu, nhưng tính cha mẹ nghiêm ngặt, quanh năm không cho ra khỏi cửa. Người trong ấp chưa ai trông thấy mặt. Thiếp sợ phép cha mẹ, không thể nán lại lâu." Nói xong thì vội vàng ra đi. Người học trò từ đó học hành chỉnh mãn. Ngày thì ngủ say, đêm thì vui đùa với con yêu nữ. Đã hơn một tháng trôi qua, không thấy anh ta đến học. Lão sư sai người đến nhà trọ hỏi duyên cớ và bảo anh ta tới gặp thầy. Người học trò thấy thầy gọi liền đi theo tới nơi. Thoạt trông thấy anh, thầy giật mình. Mới có một kỳ hoa nở mà thần sắc đã xanh xao, tinh thần sút kém, nhìn như người mắc bệnh nan y. Thầy gặng hỏi nguyên do. Người học trò trước còn giấu giếm, sau bị thầy hỏi vặn đến cùng, bây giờ anh ta mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Thầy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Đứa con gái ấy tức là con yêu tinh trong ngôi miếu cổ. Người không nói sớm, chỉ 3 tháng nữa là mạng vong." Anh ta sợ quá, lạy lục trước giường xin thầy bảo cho phép trừ yêu. Thầy lấy ra một cái khăn vuông lụa đỏ, đốt hương thư phù vào mặt khăn, rồi đưa cho anh học trò mà dặn rằng: "Đêm nay con yêu đến, nếu nó có hỏi đi hỏi lại thì phải kiên quyết nói là không. Nếu nói lộ ra thì kế ta không thể thi hành được. Nhà ngươi tất phải chết. Đợi khi gà gái, con yêu sắp từ biệt, cầm khăn hồng này tặng cho nó." Anh học trò bỏ khăn vào túi áo, lại hai lại rồi ra về. Đêm hôm ấy, con yêu vừa tới đã hỏi ngay rằng là Lan Quân hôm nay đi đâu thế. Anh học trò mới trả lời: "Cũng là ngày đi học đó thôi." Con yêu im lặng rồi lại vui cười như trước. Đến lúc từ biệt, anh ta theo lời thầy đưa tặng khăn hồng và nói rất thiết tha. Con yêu nhìn khăn 2-3 lần, xem mặt trên rồi mặt dưới, tựa hồ như có ý sợ hãi. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi thở dài khéo ý không nhận. Anh học trò nói thác cớ là cha mẹ mới gửi đến, bảo chàng chỉ nên tặng cho người con gái nào mà chàng ưng là dâu của nhà họ thôi. "Thương nàng, yêu nàng, ta không tặng nàng thì tặng ai? Đã khăng khít với nhau như liền khúc ruột, sao nỡ đem lòng từ chối chứ?" Anh ta giả đò giận, con yêu mới lấy khăn rồi ra về. Sáng hôm sau thầy đến hỏi chuyện, biết là con yêu mang khăn về rồi, liền bảo anh ta đi xét trong ngôi miếu cổ. Và quả nhiên, thấy cái vuông khăn hồng vắt trên cây chổi trễ bằng tre. Thầy trỏ vào cây chổi mà nói rằng: "Đúng là cây chổi này đã thành tinh rồi đó." Thầy bảo đem chổi về, đúng giờ tí giao thoa, lấy máu bò mộng tạt vào, dùng cương bát quái thái cực hứng lấy ánh sáng của trăng, phản chiếu ánh sáng đó cho một đạo bùa cho đến khi bốc cháy, rồi đem cây chổi thả vào đốt chung. Nghe trong ngọn lửa có tiếng kêu khóc. Và cũng từ đó, con yêu không còn tới quấy rầy anh học trò nọ nữa.